Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập về Việt Nam sản phẩm bơm xăng cho dòng xe Hummer H2 phiên bản 2009. Bơm xăng Hummer H2 được nhập khẩu chính hãng từ GM. Đây, bơm xăng được nhập khẩu chính hãng. Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe như Hummer, xe Jeep và các dòng xe của Mỹ cũng như các dòng xe của Đức, vui lòng liên hệ công ty để được tư vấn.